Thưa quý vị, việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua với nhiều giải pháp đồng bộ đã tạo thành phong trào sức lan tỏa sâu rộng. Từ đây, bộ mặt của các vùng nông thôn có nhiều khởi sắc, việc huy động các nguồn lực trong nhân dân được nhiều địa phương triển khai hiệu quả và bền vững hơn. Đi đến đâu ở xã Điền Môn, huyện Phong Điền, người dân và du khách đều ấn tượng với những cổng chào đầu xóm khang trang, bề thế. Mỗi cổng chào như thế này có kinh phí xây dựng trên dưới 400 triệu đồng và hoàn toàn do người dân đóng góp. Bên cạnh đó, với sự tuyên truyền của chính quyền địa phương, người dân cũng đã góp công sức để tu sửa cả công trình giao thông nông thôn, đường làng, ngõ xóm, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng để cùng tạo nên diện mạo khang trang cho từng khu dân cư. Mọi người dân của Điền Môn thì rất là đồng tình và ủng hộ cao. Nói chung những khoản gì mà của nhà nước và nhân dân người nước không làm thì đều dân cũng rất đồng tình. Có những cái như đường vào các xóm này của dân cư thì như vậy toàn bộ người dân tự túc đóng góp và kêu gọi một số bà con làm ăn ở phương xa. Như vậy là họ có rất là tinh thần tự nguyện và đóng góp ủng hộ cho quê hương. Còn những cái công trình mà giữa nhân dân người nước không làm thì đều người dân cũng đều tham gia rất tích cực. Đường xã trường trạm thì người dân hưởng lợi về cái mặt xã hội như là các cái khu kinh tế đấy, rồi đường xã rồi cái trường học thì con em là được nâng lên được cái mức cao hơn thì con em được hưởng lợi. Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững và mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương, chính quyền xã Điền Môn đã chủ trọng phát triển cơ sở hạ tầng, phát động phong trào trong rộng rãi các tầng lớp nhân dân, xây dựng và thực hiện tốt quy ước thôn văn hóa, củng cố hệ thống tổ chức chính trị xã hội từ xã đến thôn vững mạnh, đảm bảo an ninh nông thôn, đảm bảo ổn định để phát triển kinh tế xã hội. Cán bộ và nhân dân xã Điền Môn đã phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để cùng nhau đóng góp trong công tác xây dựng nông thôn mới. Kết quả trong thời gian qua thì nhiều công trình, dự án và phần việc đã được triển khai hoàn thành và bộ mặt nông thôn mới trên địa bàn xã Điền Môn đã có những bước khởi sắc. Đối với trong thời gian tới thì về phía cán bộ cũng như nhân dân xã Điền Môn sẽ cố gắng cùng nhau đoàn kết để đóng góp trong công tác xây dựng nông thôn mới, sẽ thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần vào xây dựng nông thôn mới cũng như nông thôn mới nâng cao. Xã Quảng Công, huyện Quảng Điền cũng đang là một điểm sáng trong việc huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nông thôn mới. Nhiều người dân tại đây đã hiến đất chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng các công trình giao thông, công trình công cộng, thiết kế văn hóa. Nhờ đó, diện mạo nông thôn ở xã Quảng Công ngày càng khởi sắc và phát triển. Bản thân người dân thì cảm thấy nâng cấp đường xã rộng rãi thì người dân cũng tình nguyện để hiến và đưa xã cho rộng về để cho người dân khang trang trong làng xóm của mình. Xây dựng các kế hoạch để mà thực hiện hoàn thiện trong 19 tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Thì hiện nay trên địa bàn xã thì cũng đã thực hiện 15/19 tiêu chí. Thời gian tới thì ủy ban ban quản lý xã tiếp tục là tiến hành triển khai các nội dung liên quan đến các tiêu chí chưa đạt, đặc biệt là cái xây dựng các cái thôn kiểu mẫu trên địa bàn xã. Năm nay thì phấn đấu xây dựng ít nhất là một thôn kiểu mẫu, đó là thôn Tân Thành. Và đến năm 2025 thì dự kiến là tiếp tục xây dựng thêm 2 thôn nữa. Thời gian qua, cả cấp chính quyền địa phương và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế luôn tích cực hưởng chủ trương xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đã có 73 xã trên 94 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt tỷ lệ 78% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, có 2 đơn vị cấp huyện có quyết định công nhận là thị xã Hương Thủy và huyện Quảng Điền đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Các mô hình kinh tế hay, hiệu quả được áp dụng ở nhiều địa phương đã giúp cho đời sống người dân ngày càng đi lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Bên cạnh đó, người dân còn tích cực hưởng ứng phong trào do tỉnh và thành phố phát động như ngày Chủ nhật xanh, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, điểm xanh văn hóa. Tỉnh cũng đã tập trung và làm thí điểm một số cái mô hình về giống như là xây dựng xã thông minh, rồi du lịch cộng đồng, rồi phát triển các cái thương hiệu, nhãn hiệu của các cái sản phẩm ốc ốp nông sản. Mục tiêu hướng đến thì làm trắng đó để cũng muốn là xây dựng cái môi trường nông thôn một cách là đổi mới và cũng mong muốn là để xây dựng cho một cái nông thôn là giống như môi trường là đáng sống và đặc biệt là cái đời sống vật chất tinh thần của người dân là thực sự được nâng lên. Thì đấy là cái mục tiêu chính.
Những con đường đẹp, cơ sở hạ tầng khang trang không chỉ làm cho bộ mặt nông thôn trở nên tươi mới hơn, mà còn thể hiện ý chí, nguyện vọng của người dân trong xây dựng nếp sống văn minh hiện đại, xây dựng những miền quê nông thôn đáng sống. Sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và người dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới cùng góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ngày càng giảm, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi thay.